Cái này là quan trọng nhất. Đúng rồi. Đúng rồi. Tên tên, anh Đông Du ra rồi. Chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta mua thẻ game. Đúng rồi, hôm nay nhà Soan mua cua nè. Đúng rồi. Mà Soan đi thèm quá mà ấy, mua mà người ta hấp sẵn cho rồi mọi người ạ. Vẫn là cái chợ mà chợ bán buôn mà lần trước nhà Soan đi á, mà ấy hôm nay họ hấp sẵn rồi này, bây giờ mang về thôi. Wow, với cả Soan đã mua được một quả sầu riêng cho mọi người xem. Ủa quá, Soan mua được quả sầu riêng tươi này. Wow, thích quá luôn, hôm nay thu hoạch lớn. Đi về đâu rồi? Hôm nay mua được toàn món Soan thích thôi mọi người ạ. Thích quá. Đúng rồi, quá. À mà lúc nãy sầu riêng á, sầu riêng là không phải sầu riêng Việt Nam đâu, mà sầu riêng Thái Lan ấy, nhưng mà Soan thấy sầu riêng tươi ấy, cũng không biết là nó có ngon hơn sầu riêng Việt Nam hay như thế nào không, nhưng mà Soan thấy sầu riêng tươi thế là Soan mua. Chẳng mấy khi mà nhìn thấy kết quả sầu riêng tươi mà nhìn kiểu ngon ngon như thế. Thực ra lần trước Soan đã mua một lần sầu riêng tươi và thất bại. Nó bị sượng, nó bị sống á, không ăn được. Ăn thì cũng ăn được nhưng mà ăn gọi là ăn cố, cho nên là đấy, lần đấy là Soan không quay. Bây giờ ấy, hy vọng là lần này sẽ ngon. Soan thử lại. Thử lại lần nữa. Nhưng mà nó chưa chín cho nên là chắc là về phải để mấy ngày. Mở nha. Tên đã về đến nhà. Mở nhà. Chi vời. Mở nhà, ý kia mở nhà. Không. Mở. Rồi, xem nào. Wow. Thơm quá. Thơm quá. Ồ, họ hấp sẵn cho rồi. Về chỉ việc ăn thôi, sướng quá. Ôm nơi thôi đi ăn nó. Ồ, sao mất cột chân rồi. Cô ấy còn cho thêm mấy con giò này. Rồi, ăn thôi. Ồ, sao là chín chờ. Hàng gì chín chờ chua rồi. Đúng rồi. Mời mọi người ăn cùng vợ chồng Soan nha. Trời ơi, con một cân mà Soan có bé tẹo này mọi người. Nhớ cái lần trước mà mẹ chồng mua cho hai đứa cái con cua tuyết kia ấy, thì nó to là to. Cái con đấy chắc là phải cân rưỡi. Ồ, ngon không bác? Cô ấy còn cho thêm mấy con tôm này, xong rồi cho thêm cả mấy con sò nữa. Ngon không bác? Phải sợ. Ngọt đúng không? Ngon mà. Mà thôi chọc. Nó có một kéo. Mời mọi người nha. Ui, một con nữa. Một. Soan đi ăn nha. Ngon quá. Ngon. Đó là mấy con kiểu cho thêm ấy. Soan nhà ăn tôm đi. Soan thì cũng ăn tôm nhưng mà. Nhưng mà ấy, nhân vật chính phải ăn nhân vật chính chứ. Ăn cái này này. Cái này là quan trọng nhất. Đúng rồi. Nhân vật chính. Chú Yên Cung. Number 9. Nhưng cái này thì bạn number 9 thôi. Bạn của nhân vật chính. Thành niên không biết là nhân vật phụ nên là bạn của nhân vật chính. Ôi, ở chỗ này em lần này nhà Soan mua thì cô ấy lại bảo là có hấp luôn cho không? À, có cần hấp luôn cho không mà hấp kiểu hấp miễn phí. Không lấy tiền phí luôn á mà đấy. Họ hấp có cái nồi hấp chuyên dụng ấy mọi người, cho nên rất là nhanh luôn. Con này hấp cũng 15 phút là xong rồi. Bình thường nhà Soan mà về nhà hấp thì chắc phải tầm 25 phút mới được. Anh tâm là trong cua này. Cô nói là trong cua này thì mùa này thì hơi thiếu. Thế nên là anh lo lắng nhưng mà mua rồi. Anh không cứ bảo là cái cô ấy bán hàng ấy, cô ấy nói là cái con cua này thì bên trong nó không có gì mấy bởi vì là nhỏ ấy mọi người, con một cân thôi thì là bên trong nó không có gì mấy. Xong rồi anh không dù bảo là anh lo lắng không có gì ăn, nhưng mà thôi Soan bảo là tầm này là đủ rồi. Wow, úp ăn càng đi. Wow. Có thịt mà chưa gì ạ, có thấy thịt đây rồi này. Soan sẽ thử như thế này, thử có cả cả cho cái ui. Wow. Nhưng mà bị rớt ở bên trong rồi. Đủ rồi. Thì cũng nhiều. Chân là đủ rồi. Đạt rồi chứ. Đạt rồi. Chân là đạt rồi. Chân như thế này là đạt rồi. Thế nào? Ngon.
Ui, xoan phải lấy cái kia để mới ăn bây giờ. Upsi. Khá nhiều. Ồ, khá là nhiều thịt. Wow, nó phải như thế này này. Nó phải chắc như thế này mới ngon. Nói chung là như hôm nay ấy, mua thì xoan thấy rằng quá là ok luôn, bởi vì vừa mua xong mình là vớt con đang sống luôn, xong rồi cho luôn vào nồi hấp luôn, hấp xong mang về ăn luôn cho nên ok. Hôm nay nhà xoan là đầu tiên là đi tìm ghẹ mọi người, nhưng mà vừa bước vào chợ một cái cô nhà cô mà nhà xoan hay mua ở đấy bảo là mùa này không có cái ghẹ đấy nữa. Trong cái càng to này xoan thử cắt ra xem nào. Chú xin con thân nhá. Xoan là xoan như thoái mà không thỏa mãn không á. Thỏa mãn rồi. Hôm nay anh em Du bảo là hôm nay mua toàn là đồ xoan thích thôi. Mua cô rồi là đi mua một sầu riêng. Wow, ăn đi, xoan đi này. Mua vậy. Đại nhớ không? Thì không? Xoan cho ổng một đường. Xoan đi ăn đi. Wow, nhiều chưa? Xoan đi ăn đi. Xoan nhẹ. Mà xịt chồng. Anh là xoan đi. Xoan đi ăn rồi. Mà xịt chồng. Xoan đi cho một lát tay, cho một lát nhé. Cô đợi chứ. Nói khi sợ. Wow, đến cái càng thứ hai. Lúc nãy không để ý xong nó rơi mất một càng không biết luôn á. Tức là không phải là rơi một càng mà là con này thiếu một càng. Cái này hơi khó. Yoxi. Hơi cứng. Con phải cắt cả hai bên hả? Wow, nhìn cũng đã chứ. Đấy, thịt như thế này cũng khá là lâu rồi mới ăn lại con cua tuyết này đó. Năm ngoái ý cô, năm ngoái mẹ mua cho cái này mà. Nhưng mà cái con đấy rất là to. Cơ kinh khờ đấy. À yếp, có bao nhiêu cơ sa cho xin cô. Ủa đi, gió kì khắc cô à xó. Mất tầm. Cơ con. Nhiều con đấy to nhờ. Con đấy con mà mẹ chồng mua cho chắc là phải xoan nghĩ là phải gấp gần gấp đôi con này á. Ngon quá. Cái này là cua xoan đi. Không, ở bán đi. Xoan đi ăn rồi mà. Đi cho xoay. Mọi người xem. Nhiều thế. Xoan à. Opa ăn đi. Xoan à. Bye, tớ xin chào. Oteo. Thế nào? Siêu siêu ngon luôn. Đúng rồi. Xoan thì vừa rút cái da luôn được bằng. Xoan. Rút cái da. Chủ lọc hắn gà nhọc của nó. Anh nhẹ. Anh đâu bộ. Nhắc đến lại nhớ cái clip mà quay ăn cua tuyết thì cũng được hơn năm rồi đó. Xoan à. Opa hết chút thêm cả. Không, Opa ăn đi. Ai ăn được. Không, Opa ăn xoan thì cũng làm được mà. Ai ăn bốc rồi, bốc rồi. Nó thì bốc ấy thêm cả. Ôi, cái này chỉ cần là cho ấy vào như thế này, ăn là hết à? Cái này. À đúng rồi, tự nhiên hôm nay lại nhớ đến cái đấy. Hôm trước xoan mới về Seoul, thế là ngồi nói chuyện xong rồi bố chồng lại hỏi ý nghĩa của tên kênh là gì, để hôm nay Xoan nói chuyện với mọi người về tên, ý nghĩa ở tên kênh Opa đi. Đấy. Kiểu là tên kênh là Đông Ri Hàn Quốc thì mọi người lúc đầu cứ tưởng là tên anh Đông Du là Đông Ri. Nhưng mà thực ra không phải. Đông Ri thực ra nó cũng có rất là nhiều ấy luôn. Nó có rất nhiều ý nghĩa luôn, bởi vì sao Xoan lại chọn Đông Ri? Bởi vì là ở quê nhà Xoan kiểu hay treo nho Đông Ri là đi rông á mọi người. Dịch lại Đông Ri là đi rông thì là ý nghĩa là kiểu dạng như đi lang thang. Đông Ri Hàn Quốc thì tức là đi lang thang ở Hàn Quốc này, kiểu dạng như là
bình thường là đi rong, tức là kiểu dạng như là không có mục đích, đi cứ đi lang thang thôi, không có mục đích gì đúng không? Ý của Soan là kiểu là như là gần như là kiểu lang thang Hàn Quốc ấy đó, kiểu ý nghĩa là như thế. Nhưng mà thực ra nó cũng có một điều khá là quen thuộc nữa, là lúc đầu khi mà mới nói là Soan quen người nước ngoài, là bảo kiểu lúc mà yêu anh Đông Du ấy, xong kể chuyện với cả nhà ấy, thì nói chuyện thì nó, bên Việt Nam mình ví dụ nói Đông Du thì nó cũng hơi kiểu hơi khó đúng không, hơi khó nhớ, bên mình thì không có tên như vậy mà. Thế là mấy người cứ trêu bảo là thôi gọi luôn Đông Ri cho nó dễ. Thế là gọi anh Đông Du là Đông Ri. Đông Ri 좋잖아요. Xong rồi mọi người bảo là thôi gọi luôn Đông Ri cho nó dễ. Thỉnh thoảng lúc đầu cứ gọi và nói chuyện, nhắc đến anh Đông Du là cứ hay cứ trêu là Đông Ri. Thế là ấy, nói chung nó cũng có một phần ý nghĩa như thế. Còn chứ mà bật chứ, lúc nào hồi thế? Cứ dễ nào đây. À, tức là mới yêu oppa thôi. Xong thì hôm bố chồng hỏi, kiểu là bố chồng cũng hỏi là ý nghĩa của tên kênh là gì, kiểu ý là sao lại Đông Ri á. Bố chồng thì bảo là cũng nghĩ là Đông Ri thì nó cũng hơi kiểu có nét giống Đông Du á. Không biết là có phải thế không, xong Soan cũng giải thích xong rồi. Ui. Bố chồng bảo là vậy là kiểu cũng có nhiều ý nghĩa. Nói chung đại khái đang nó cái nhiều là lang thang Hàn Quốc. Nhìn thích cái bạn ơi. Đây, một cái đuôi này. À một cái chân nhé, một cái chân phần to nhất phần như thế này. Công nhận ngon thật. Cũng là cắt nắm cắt thì phải nắm. Hả? Nắm cắt thì phải nắm. Chưa hiểu. Làm cắt chân để ăn thoải mái. Nam cho phải cắt. Anh ông Du bảo là bộ dĩ là đi ăn cái gì mà cắt kiểu phải cắt ra để ăn thì là thường là con trai làm. Suguan세요 business 관계는 관계 business 나이 수고했어요 Anh suýt nhầm. Soan nói là 수고하세요. Quan hệ business. Tương là quan hệ business. Ý anh Đông Du bảo là lúc nãy Soan bảo là ý là Soan mà nói cái câu đấy thì nó kiểu dạng như là hai người không phải là mối quan hệ vợ chồng mà như kiểu mối quan hệ làm ăn kinh doanh ấy. Nói nhầm một tí thôi mà. Ok. Con này cũng dễ ăn thật mà người. Bây giờ đến phần quan trọng nhất. Cái vậy. Cái này có phải nhân vật chính không nhỉ? Không nhỉ. Cái phần này không phải nhân vật chính đúng không? Bởi vì Soan nghĩ là trong này không có gì. Em nghĩ là trong này không có gì. Khá nhiều. Khá nhiều không? Cô nghĩ là khá nhiều. Khá nhiều. Tôi cho một con bóp đấy. Xoay bóp đi. Xoay bóp á? Ok. Soan đi sẽ thử đây. Nhưng mà Soan nghĩ là trong này wow, ở đây có ấy nữa. Khá là nhiều. Wow, mọi người ơi. Wow, không nghĩ là nhiều thế này đâu ấy. Wow, oppa đoán đúng rồi. Đúng rồi. Wow, cái cô bán hàng cũng rất là ấy luôn ạ. Cô đấy cũng rất là nhiệt tình với cả cũng rất là thật luôn. Cô nói là thường ấy thì là con to thì bên trong này nó có nhiều thịt lắm, nhưng mà con nhỏ thì có thể không có ấy. Chắc là nhà Soan hôm nay lại may đúng cái con này nó có thịt ấy, chứ còn bình thường là cô bảo là con nhỏ nhiều lúc là không có luôn á. Ấy. Wow, cái này như trứng nhỉ? Có phải không ta? À không phải, không phải. Chả được kéo. Wow. 내장 맞네. 오, 와. 기겠네. 이 정도면 괜찮아요. 네, 다 아니요. 맛있어. 와, 네, 매워냐? 고소해요, 진짜. 고소해. 매워해, 이런 거 맞네. Lúc nãy cái màu đỏ đỏ này Soan tưởng là trứng nhưng không phải. 사이사이 봐봐요, 사이사이의 알이.
Ồ. Thì một là kiểu gì quá na là số. Trời ơi. Một con thôi. Ok. Ngon quá. Hai kiểu. Vừa đẹp đấy. Ê, bình thường mà kiểu dạng như là một cân ghẹ mà kiểu nó nhiều con á thì nó nhìn cũng khá là nhiều. Còn đây coi như con này một con nhưng mà nhìn ít dã kiểu lại rất là đơn. Cũng là một cân hết nhưng mà ấy. Để cô. Nó chán là gì đấy? Nó chán là gì đấy? Ăn nó mà gì đấy? Hả? Sucrose, sucrose. À, cái đấy á. Anh Nhân Du bảo là con cua đực. Tại vì lúc nãy nhìn cái màu đỏ đỏ bên trên xoan cứ tưởng là trứng nhưng mà không phải. Ngon nhỉ? Ngon. Nói chung là như thế này là có thịt rồi. Bình thường cái con này bên trong không có thịt mấy đâu. Như thế này là có thịt rồi. Ở bên này á, mấy khoảng tầm cách đây là hơn một tuần gì đó là có cái lệnh là có cái đợt giảm giá của tôm Alaska. Có đợt giảm giá, nói chung là một con chắc là tầm có 200 mấy nghìn thôi, con 5 lạng á. Nhưng mà nhà Soan lúc đấy kiểu hai đứa đều bận rộn cả, không có đi siêu thị được, thế là không mua được. Có bạn bè của Soan thì mua được. Một năm thì bên này sẽ có một đợt giảm giá tôm Alaska kiểu vậy á. Mà tiếc quá, năm nay, năm ngoái cũng không mua được, năm nay cũng không mua được. Tại vì hai đứa đều bận cái lúc đấy không đi siêu thị được á. Những cái kiểu như giảm giá mấy cái loại hải sản này em, thời gian giảm giá thì ghi rất là dài nhưng mà veo cả là bán hết à. Chắc là chỉ trong vòng chỉ mấy tiếng đồng hồ là bán hết rồi. Bởi vì thực ra một năm được một lần giảm giá thì mọi người cũng sẽ cái mua cái dịp này rất nhiều á. Xin chào nhà Simi. Tham mộc quỷ nhỉ. Tự nhiên là nhớ đến hai quả ớt của Soan mọi người ạ. Cái cây ớt kìa, ra được hai quả. Soan hôm trước, mấy hôm trước đi Seoul về, Soan ở Seoul 2 ngày. Đi về thì thấy hai cái ớt, cái hai quả ớt nó kiểu như bị bắt đầu kiểu bị sâu á. Chắc là tại do những cái cây đấy nó bị héo. Cái cây, tức là Soan 2 ngày không tưới, nó cứ héo héo xong rồi cái quả nó như kiểu bị sâu và bị hỏng nó á. Một quả thì mới bắt đầu chớm sâu, thế là vẫn ăn được. Còn một quả thì là bị sâu luôn, không ăn được luôn. Trời ơi, hai quả ớt đầu mùa mà hai quả ớt chắc là hai quả ớt duy nhất của cái của em của mùa ớt này. Chứ còn là bây giờ Soan thấy có hoa mà nó không ra cái quả nào nữa. Chăm chỉ ăn quá nhỉ, oppa. Chăm chỉ nha chị em. Anh có thể ăn tập trung thêm một cái. Nhưng mà từ ăn hai cái thì không thể tập trung được. Hai cái cũng không có mà ăn, nó chỉ có một con thôi. Tay biết là mệt quá. Vậy là hai đứa đã ăn xong rồi mọi người ạ. Anh Hưng làm gì vậy không biết. Video hôm nay Soan chỉ quay đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha. Mong là mọi người sẽ like và đăng ký kênh ủng hộ với Soan nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.